ở địa chỉ 43/46/17/7 đường Vườn Lài, An Phú Đông, quận 12, Sài Gòn. Cứ khoảng ngoài 9 giờ sáng mỗi ngày là bếp cơm không đồng nơi đây bắt đầu phát tặng những phần cơm cho người nghèo khó. Một trong hai chủ quán này là người Mexico. Cái ước mơ của chị là mở cái bếp cơm không đồng. Mở bếp cơm không đồng đều hoạt động mỗi ngày để phục vụ cho bà con. Thì mình mới nói cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình như vậy với anh, xong cái anh đồng ý. Và anh cũng nói với bàn với gia đình đó, thì rất may mắn là gia đình chồng cũng đều ủng hộ. Thì ba cho ở thêm một năm nữa thì mới bắt đầu là tiến hành là đi kiếm nhà để thuê. Thì thuê căn này, dời cái bếp về đây tháng 2 là hoạt động mỗi ngày luôn. Bếp ăn hoạt động mỗi ngày với sự đồng thuận hỗ trợ của người chồng quốc tịch Mexico của bà Kim là ông Nicolas Antonio. What we're doing here helping a lot of people and it makes me very happy to help everyone and see my wife so happy about that too. Anh rất là vui khi mà làm cái công việc này giúp đỡ mọi người á, anh cũng tự hào. Và anh cũng rất là vui khi mà thấy chị happy với cái công việc này. Hiện tại thì theo lời của bà Kim, mỗi ngày bếp ăn phát khoảng 200 phần cơm với thực đơn thay đổi hàng ngày. Những người cùng cộng tác với bếp ăn cũng đều mang tính thiện nguyện trong chuyện phụ việc bếp núc cùng với vợ chồng của bà Kim. Rất tốt, mỗi lần ra chụp hình Thanh Kiều cảm ơn. Chú cũng biết tiếng Anh chút đỉnh. Mỗi ngày chú đi xe đạp ra đây, thì cơm ở đây... Mấy nhân viên đây, mấy em đây rất tốt, đàng hoàng, dễ chịu. Cơm rất là ngon lành, mỗi ngày mỗi món. Đồ ăn sạch sẽ, ngon lành. Bếp ăn này từ người phụ cho tới các trang thiết bị, theo bà Kim thì hầu hết đều đến từ sự chung tay. Khi mình cũng không hiểu sao mà nó lại hoành tráng như vậy. Thật ra là của mọi người chung tay á. Chứ bản thân Kim thì chỉ có sức thôi. Kim không có gì hết á, mọi người chung tay hết á. Người mua bán ve chai ngang qua đây cũng có thể là thực khách của quán. Nhiều bà con nghèo khó gần đó thì thường xuyên hơn, khi cứ khoảng gần 9 giờ sáng là bắt đầu đến đây để ngồi chờ nhận các phần cơm trưa cho gia đình.